Xin giới thiệu với anh em một cây xanh bóng mát, xanh khá là cao. Hôm qua thì cắt la liệt rồi, từ gỗ ra đây rồi. Cái này thì nấu bánh chưng, còn cái này thì làm bonsai. Để các bạn cùng xem một thời gian chúng ta nuôi bóng mát cũng là để lấy sức sống cho cái thân, cái bệ. Bệ này thì thoả mái dễ, miễn làm sao bây giờ chúng ta lọc làm sao để sau này nó ra cái bệ đẹp. Còn cái cốt thì nó là dạng trực được, ta có thể lọc cho nó đẹp thôi, không có gì bàn cãi về dáng được. Cắt cái lá này thôi. Rồi, thế thôi. Một cái cây như thế này nó đang khá là cao và nó khá là thẳng các bạn nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm ra được những cái điểm bóc, sau này nó trở thành cái cốt nó đẹp hơn. Thì đây nó là một cái điểm mà tôi sẽ bóc đi. Vì các bạn biết xanh mà để dưới đất này thì nó kéo sẹo là cũng không lâu các bạn. Thì bây giờ chúng ta phải tìm ra những cái đường để chúng ta làm cho nó nhũn cây ra.
Nhớ rồi, nhỏ nhớ rồi. Có lẽ là do trời nó cũng tối rồi. Một số chi tiết nữa nhưng mà do tôi sẽ tiếp tục làm, nhưng mà tôi sẽ quay kết thúc trước. Sáng trời tối. Đang tô phần chân. Cái góc này thì còn cái góc bên dưới vậy, bên trái mà hay còn chút điểm này. Thân chúng tôi đã bóc đi bóc hết cái rễ này đi để vào, nhưng mà bằng xanh tựa dáng lão có một cái gậy trống hơi gù, cốt nục nạc
Anh ạ. À.